chào, rất vui vì được gặp lại tất cả các bạn trong một mẫu nhà hoàn toàn mới. Thì đây là một mẫu nhà có hình thù tương đối là phức tạp nha các bạn. Chúng ta có bề ngang mặt tiền là 4m1 và chiều sâu trong nhà là 6m3 nha các bạn. Và nở ngôi nhà của chúng ta nở hậu ở phía sau là 5m. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem ở bên trong nhà sẽ được bố trí như thế nào để chúng ta có thể tối ưu cái không gian sống của chúng ta. Như các bạn thấy, đây là cái khu vực phòng khách chiếm trọn nguyên cái tầng trệt của chúng ta. Và tầng trệt này của chúng ta là một phòng khách, một phòng bếp và một toilet. Để tối ưu hóa cái không gian của mình á, thì cái cầu thang sẽ được đặt nằm sát vào một góc để cho không gian ngôi nhà nó sẽ được rộng rãi hơn, thoải mái hơn, thoáng hơn. Đó, và có một cái toilet nằm ở dưới gầm thang để tiết kiệm tối ưu cái không gian sinh sống của chúng ta. Trong cái toilet này là mọi cái thiết bị vệ sinh đều được bố trí phù hợp để tránh cho chúng ta bị cứng khi chúng ta mở cửa. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 1. Thì lầu 1 ngôi nhà này là có 2 phòng ngủ nha các bạn. Đó, và một cái toilet chung. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái phòng ngủ đầu tiên. Đây là phòng ngủ đầu tiên của chúng ta các bạn. Phòng ngủ này thì có một cửa sổ thông ra cái ô giếng trời để xử lý cái không khí cũng như ánh sáng. Tủ, giường chúng ta đặt và bố trí gọn nhẹ để cho không gian phòng chúng ta đầy đủ để chúng ta có thể sử dụng được. Và đây là cái toilet chung của cái lầu 1 này. Đó. Các bạn thấy cái toilet này nó có đầy đủ cái công năng cho chúng ta sử dụng hay không? Đó. Và chúng ta sẽ cùng đi xem cái phòng ngủ ở phía trước. Đây là phòng ngủ phía trước của chúng ta. Là phòng ngủ này chúng ta có một hệ cửa sổ nằm cạnh bên giường ngủ và một cái ban công để chúng ta có thể ra ngoài hít khí trời. Toàn bộ những nội thất bố trí đều đã được vẽ sẵn và chủ nhà nếu muốn có thể sử dụng cái thiết kế này để chúng ta bố trí nội thất. Ngoài ban công chúng ta cũng được lắp một cái vòi. Rất là thông thoáng nha các bạn. Mặc dù là nhà có diện tích nhỏ nhưng mà việc bố trí như vậy nó sẽ giúp cho ngôi nhà thoáng đãng hơn, có nhiều không gian sử dụng hơn. Chúng ta tiết kiệm từng ly từng tí cái không gian sử dụng của chúng ta và chúng ta sẽ có được một cái ngôi nhà đầy đủ công năng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên lầu 2 của ngôi nhà này. Thì lầu 2 cũng giống như lầu 1, cũng có một toilet chung và 2 phòng ngủ. Cách bố trí, cách thiết kế đều giống như ở dưới lầu 1. Chúng ta sẽ xem lại cái không gian sống của mình. Các bạn thấy trên đầu mảng tường cũng có những cái đường chỉ sơn họa tiết để nhấn nhá thêm, làm sinh động thêm cho cái phòng. Và đây là cái toilet chung của lầu 2. Đó. Cái phía sau cái bồn cầu đó các bạn, đó là một cái hệ cửa, một cái hệ bông gió các bạn. Đó, bông gió gạch gạch lấy sáng. Đó, để lấy ánh sáng trực tiếp vào cái toilet này. Đây là cái phòng ngủ lớn của lầu 2 này. Các bạn thấy những nội thất, đường viền, những chỉ nẻo, những chi tiết nhỏ đều được thiết kế rất là chỉnh chu để cho chủ nhà có thể hình dung được ngôi nhà mình xây xong sẽ như thế nào. Đó, các bạn thấy cái gạch lấy sáng nằm ở sau lưng cái toilet không? Đó. Và những cái việc thiết kế này là các bạn sẽ giúp cho chủ nhà hạn chế phát sinh hoặc dự trù được cái phát sinh mà mình sẽ phải chi ra
để chúng ta có thể dự trù được túi tiền. Và đây là một phần mềm rất là hay, và phần mềm này được sử dụng trong thiết kế hoàn toàn miễn phí khi mà khách hàng đó, xây dựng bên Tiếng Phát số 8. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên tầng thượng. Ở tầng thượng này chúng ta sẽ có một phòng thờ nằm cạnh cái ô cầu thang. Sân thượng cũng khá rộng rãi. Đó, các bạn thấy cái ô giếng trời này nó nằm ở đặt ở cuối nhà nè, dùng để lấy gió lấy ánh sáng cho hai cái phòng sau. Và trên sân thượng này chúng ta có đủ khoảng trống để cho chúng ta đặt một cái bàn, chúng ta giặt đồ, trồng cây, làm tiệc BBQ. Và trên nóc cái chuồng tu là chúng ta để các thiết bị và bồn nước cũng như là cái bồn năng lượng mặt trời. Đó. Vâng, và clip của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu bạn cảm thấy hay thì hãy bấm một nút like và nút share để tạo thêm những cái động lực cho mình làm những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những clip tiếp theo.